chiều ngày 25 tháng 8, Ban tuyên giáo huyện ủy Thủy Nguyên tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đào Văn Hoàn, Phó trưởng ban Ban tuyên giáo thành ủy, đồng chí Lê Nam Thắng, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, các đồng chí bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân các xã thị trấn, bí thư các chi đảng bộ trực thuộc huyện ủy và các đồng chí cộng tác viên dư luận xã hội của huyện tại lớp tập huấn các học viên được đồng chí đào văn hoàn phó trưởng ban ban tuyên giáo thành ủy trực tiếp truyền đạt hai chuyên đề quy trình phối hợp xử lý thông tin xấu độc đấu tranh phản bác quan điểm sai trái trên không gian mạng và bồi dưỡng về công tác báo chí và dư luận xã hội đây là những vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác tuyên giáo nói chung và các lĩnh vực tuyên truyền nghiên cứu nắm bắt dư luận xã hội đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thủ địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng phối hợp xây dựng các tin bài trên trang tin bản tin nói riêng thông qua tập huấn nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo ở cơ sở kịp thời cập nhật những kiến thức mới nâng cao kỹ năng nghiệp vụ từ đó vận dụng linh hoạt sáng tạo vào thực tiễn ở đơn vị địa phương nhằm đổi mới nâng cao hiệu lực thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong tình hình mới đồng thời cũng phát huy và nâng cao vai trò trách nhiệm tính gương mẫu của tổ chức cơ sở đảng của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo trong việc thực hiện tốt công tác nắm bắt định hướng dư luận trong đơn vị nhằm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng bảo vệ nhà nước đơn vị từ đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao